Chào mọi người, hôm nay mình lại đến với một cái mạch cảm biến khác. Đó chính là mạch cảm biến hồng ngoại. Đây là mạch mình đã gáp trên một cái bo đục lỗ sẵn nè. Đây là con biến trở đấy, chức năng của nó là dùng để mà chỉnh cái độ nhạy của nó. Đây là led, con led phát hồng ngoại, led thu hồng ngoại, đây là led thu, led phát là led này. Cái thu nó đen hồi lùi, nó không thấy được ở bên trong của nó. Đây là bóng led, đây mình biết nó có sáng hay không, mình sẽ dùng tay mình chặn là như vậy để do nó sáng bóng led này, như là nó phản lại gì đó. Cái phần test thì mình sẽ để phía sau video, mọi người có thể xả đến hoặc là xem tới đó cũng được để biết cái mạch nguyên lý của xe. Đây là mạch nguyên lý của nó ha. Một cái con biến trở nè, led thu nè, led phát nè, dài con điện trở, bộ nguồn nó là nguồn 5V. Và đây ha, đây đâu rồi, đây ta sử dụng cái con IC LM358. Mà chữ đi nó hơi nhỏ, với máy quay mình điện thoại nó hơi không có rõ lắm. LM358 thì mình đòi bạn xem dễ hơn. Đây là M358, chân số 8 nó sẽ là xuống chỗ đầu âm của led thu, chân số 8 xuống đầu âm của led thu nè. Chân số 4 sẽ là nói thêm con chở 100 kg, lộn, con chở 10 kg xuống chân số 3. Chân số 4 nói chở 10 kg qua chân số 3, và chân số 4 nói dừng mắt. Chân số 2 là sẽ xuống con biến chở một đầu. Đây là con biến trở này, chúng ta sử dụng luôn ba chân của nó. Mình kiếm biến trở ra, thôi lỡ có mạch này lấy lại cái này coi. Đây nó sử dụng luôn luôn ba chân của nó, không có mà nói tắt hai chân ha, dùng luôn ba chân của nó. Một chân nó xuống mát và một chân nó lên chân số 8 ha. Một chân nó xuống mát nè, chân nó lên chân số 8, và chân này là chân giữa này ha, số 2 là chân giữa, số 1 chân 1 sẽ là chân điện dương out, điện dương ra, và mát sẽ là mát dung với cái nguồn. Đây sẽ là chân điện dương ra, dụ bóng led mình muốn mát đây nè, phải không? Thì mình sẽ mát cái đầu dương led từ đây, đầu âm sẽ vô chân này. Đó, mát thì là mát chung, nó sẽ là con led phát, khá là đơn giản. Con điện trở, con led phát, led phát là led mình ra tiệm linh kiện nói mua là con led phát hồng ngoại, led phát à, người ta đưa nó trắng ha. Đây chính là con led phát này, nó trắng trong, nó trong lắm. Còn led thu sẽ đục lắm, sẽ đục. Đây mạch ha, con nên chở 10 kg nè, mình chở 100 ohm để mình led qua led nè. Còn biến chở nữa, xong quá mạch này, quá là đơn giản. Mình vẽ hai cái này rồi ra là ông ngồi biết, đi là phần thu, đây là phần phát. Còn mạch này mình sẽ nói chung lên nhau rồi, là nghĩa là mình nói chân dương với chân dương đấy, chân âm với chân âm đó. Vậy là nó sẽ ra một cái bộ phận giống như mình đây nè, mình sẽ đưa tay vào để cho nó cảm biến. Cái mà nhược điểm của mạch này là nó không có phản xạ được cái cái những cái vật nào màu đen, như là ví dụ như là cái cọc vạt màu đen nè, có thể là nó không phản xạ được, hoặc cái gì đó màu đen thì nó khó phản xạ được. Đấy mọi người xem lại, có thể chụp hình hoặc là vẽ lại. Cảm ơn người đã theo dõi ha. Phần test để sau video, sau phần này sẽ là phần test nè. Người thấy hay thì like subscribe cho mình ha, like càng nhiều càng tốt, subscribe và share luôn. Cảm ơn người đã theo dõi.